mày chạy kiểu gì vậy? Chó này. À, về nói với thằng Tùng, coi như đây chỉ là chuyến hàng để đền bù cho tao. Em đừng nghĩ đến chỗ trả thù, để anh tính. Chị không nghe anh nói sao? Để anh tính. Lý mà phá vỡ hợp đồng, Lý phải đền tiền gấp đôi. Để rồi xem. Bú lại. Mày hay lắm. Em đang nghĩ gì vậy? Tương lai. Tương lai của anh, của em và con của chúng ta.